Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của chính phủ Belarus tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam ông Vũ Huy Hoàng đã có buổi hội đàm với ông Vladimir Semaskov, Phó Thủ tướng Belarus. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi những vấn đề về chính sách và ưu đãi các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam và Belarus. Trong lĩnh vực hợp tác công nghiệp, hai bên đã triển khai thực hiện các dự án lắp ráp ô tô tải, nghiên cứu và thành lập liên doanh lắp ráp xe buýt và tiến tới là ô tô phục vụ nông nghiệp của Belarus tại Việt Nam, mở rộng hợp tác cung cấp sang Việt Nam các mặt hàng của Belarus như lốp xe, dược phẩm, đồ uống có cồn, sữa và các thực phẩm khác, các mặt hàng công nghiệp v.v. Và Việt Nam tiếp tục cung cấp sang Belarus các mặt hàng truyền thống gồm chè, cà phê, các loại hạt và các mặt hàng thuộc kỹ nghệ thực phẩm như mì ăn liền, bánh kẹo và bột ngọt. Hai bên đánh giá mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng một số thỏa thuận vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Vì vậy, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc thực thi các thỏa thuận trong thời gian tới. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU có hiệu lực sẽ là động lực quan trọng để phát triển quan hệ kinh tế giữa Belarus và Việt Nam.